Quyển 34, thứ 13 Thành Phản Địa, phần 4 của Du Giả Sứ thứ 2. Như vậy đã biện xong hướng đến đạo thế gian. Nếu vui hướng đến đạo xuất thế gian, phải nương theo cảnh bốn thánh đế, dần dần giành khởi bài chủng tác ý. Trước tiên là tác ý liễu tướng, sau cùng là tác ý quả gia hạnh rốt ráo, cho đến chứng đắc quả A-la-hán. Các thầy tu Du Giả, vì ở nơi giáo pháp bốn thánh đế đã được nêu lược biện rộng tăng thượng, thuận theo lắng nghe thọ trì, hoặc nơi tác ý đã khéo tu tập, hoặc đắc căn bản vô sắc tịnh lự, do bốn chủng hành nên rõ tướng khổ đế, đó là hành vô thường, hành khổ, hành không, hành vô ngã. Do bốn chủng hành nên rõ tướng tập đế, đó là hành nhân, hành tập, hành khởi, hành duyên. Do bốn chủng hành nên rõ tướng diệt đế, đó là hành diệt, hành tịnh, hành diệu, hành lìa. Do bốn chủng hành nên rõ tướng đạo đế, đó là hành đạo, hành như, hành hạnh, hành xuất. Như vậy gọi là tác ý liễu tướng. Do mười chủng hành quan sát khổ đế nên năng hiểu biết nhập vào bốn hành khổ đế. Những gì là mười? Một, hành biến đổi. Hai, hành hoại diệt. Ba, hành biệt ly. Bốn, hành pháp tánh. Năm, hành hội hợp. Sáu, hành kiết vượt. Bảy, hành không khả ái. Tám, hành không an ổn. Chín, hành không sở đắc. Mười, hành không tự tại. Mười hành như vậy đương chứng thành đạo lý, năng chân chánh quan sát. Trong đây nương lý của trí giáo lượng, như Đức Thế Tổ nói, các hành vô thường, lại các hành đây được có hai loại. Một, hữu tình thế gian. Hai, khí thế gian. Đức Thế Tôn nương hữu tình thế gian mà nói rằng, bí sổ nên biết ta dùng thiên nhãn thành tịnh, vượt hơn người thường quan sát các hữu tình lúc sống lúc chết, nói rộng cho đến khi thần hoại sẽ sanh ở đường thiện trong các cõi trời. Do pháp đầy hiển thị, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thành tịnh hiện thấy tất cả hữu tình thế gian là tánh vô thường. Lại Thế Tôn nói, bí sổ nên biết khí thế gian đây tồn tại trường thời, quá đây về sau dần dần cho đến vài mặt trời xuất hiện. Như trong kinh Thất Nhật đã nói rộng, các đại địa, các núi biển lớn, kể cả núi báu Tomelo, đại bảo Sơn Vương, cho đến các khí thế gian của các cõi trời phạm thế đều bị hỏa tai lần lượt trải qua 7 ngày như thế. Sau khi hỏa tai diệt rồi, cho bụi cũng không còn, cho đến hình bóng sót lại cũng chẳng thể có. Do pháp đây, Đức Thế Tôn muốn hiển thị các khí thế gian là tánh vô thường. Như vậy là nương lý của trí giáo lượng. Người tu quán hành vì sự tăng thượng của tín tầm thành tịnh của lực tác ý, nên ở nơi tánh vô thường của hành đã đạt được sự quyết chắc tiến sâu. Tức do lực tịnh tín tác ý tăng thượng như vậy, luôn luôn tìm tòi tư duy quán sát tất cả hiện thấy không trái tánh vô thường, không do duyên khác. Sao gọi là luôn luôn tìm tòi tư duy quán sát? Như trước đã kiến lập hai sự là bên trong và bên ngoài. Sự bên trong có 6 nơi, sự bên ngoài có 16 loại. 1. Đất như thành ấp làng mạc, nhà chợ. 2. Vườn như thuốc, cỏ rừng. 3. Núi, đó là vô số các loại núi an bài khác nhau. 4. Nước như sông suối, ao hồ, đầm. 5. Nghề nghiệp. 6. Kho tàng. 7. Thức ăn. 8. Thức uống. 9. Xe cộ. 10. Y phục. 11. Vật trang sức. 12. Vui cờ múa. 13. Hương xoa, hoa cải. 14. Vật dụng nuôi thân. 15. Ánh sáng. 16. Nam nữ hầu hạ. Đã an lập các sự trong ngoài như vậy, vì lực tác ý tăng thượng lại hiện thấy các sự kia hành truyền biến đổi tư duy quán sát, thế tánh hành vô thường. Trong đây, các sự trong có 15 loại gây ra sự biến đổi và có 8 nhân duyên khiến biến đổi. 8 nhân duyên khiến biến đổi: 1. Cất giữ lâu năm. 2. Bị người khác làm tổn hại. 3. Thọ dụng khiến hao mòn. 4. Thời tiết biến đổi. 5. Bị lửa thiêu đốt. 6. Bị nước cuốn trôi. 7. Bị gió thổi khô héo. 8. Gặp gỡ các duyên khác. Sao gọi là do cất giữ lâu năm khiến biến đổi? Các pháp có sắc tuy được bảo quản giữ gìn nơi an toàn, nhưng trải qua thời gian lâu tự nhiên hư hoại, hình sắc bị suy tổn biến đổi. Sao gọi là do bị người khác làm tổn hại khiến biến đổi? Chủng chủng pháp có sắc, nếu bị người khác dùng những phương tiện khác nhau để tác động, sẽ bị tổn hại. Tức lúc ấy chủng chủng hình sáng màu sắc thay đổi. Sao gọi là do thọ dụng hao mòn khiến biến đổi? Các loại vật dụng, các loại vật sắc khác nhau, do người chủ sử dụng quá nhiều nên bị hao mòn biến đổi. Sao gọi là do thời tiết thay đổi khiến biến đổi? Vào mùa thu, mùa đông, có cây hoa, lá, quả, héo, vàng, rơi rụng. Vào mùa xuân, mùa hạ, có cây, hoa, lá, quả, xanh tươi. Sao gọi là do lửa thiêu đốt khiến biến đổi? Lửa cháy lan thiêu đốt thôn xóm thành quách vương đồ, thay đầu thành chó bụi.
Sao gọi là do nước cuốn trôi khiến biến đổi? Nước lớn tràn ngập, cuốn trôi thôn xóm, thành quách vương đô, thảy đều bị chìm ngập. Sao gọi là do gió thổi khô héo khiến biến đổi? Gió lớn thổi khiến áo quần ướt, đất ướt, thảy đều khô ráo. Sao gọi là do duyên gặp gỡ các duyên khác khiến biến đổi? Duyên tiếp xúc thọ vui, lúc đang cảm thọ vui, gặp tiếp xúc thọ khổ. Duyên tiếp xúc thọ khổ, lúc đang cảm thọ khổ, gặp tiếp xúc thọ vui. Duyên tiếp xúc thọ không khổ không vui, lúc đang cảm thọ không khổ không vui, gặp tiếp xúc thọ vui hoặc tiếp xúc thọ khổ. Lại, người có hớt tham, gặp duyên sân, lúc này tham chuyển dừng nghỉ, sân chuyển phát khởi. Như vậy, người có sân si gặp duyên khiến phát khởi phải phiền não khác, phải biết cũng vậy. Như vậy, nhãn thức đang hiện tiền, gặp gỡ với hít cảnh, thành hương vị xúc, cảnh khác, duyên khác, thì phát khởi phần thức khác, còn lại tất cả nên biết như lý. Đây gọi là tám loại nhân duyên khiến biến đổi. Tất cả pháp có sắc và không sắc bị biến đổi đều do tám chủng nhân duyên như vậy. Ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm các nhân duyên khác với trên. 15 loại gây ra sự biến đổi. 1. Biến đổi do phần vị tạo ra. 2. Biến đổi do hiền sắc tạo ra. 3. Biến đổi do hình sắc tạo ra. 5. Biến đổi do hưng suy tạo ra. 4. Biến đổi do hưng suy tạo ra. 5. Biến đổi do gia sản đủ không đủ tạo ra. 6. Biến đổi do mệt nhọc tạo ra. 7. Biến đổi do người khác tổn hại tạo ra. 8. Biến đổi do nóng lạnh tạo ra. 9. Biến đổi do oai nghi tạo ra. 10. Biến đổi do tiếp xúc đối ngại tạo ra. 11. Biến đổi do tạp nhiễm tạo ra. 12. Biến đổi do tật bệnh tạo ra. 13. Biến đổi do mạng chung tạo ra. 14. Biến đổi do sanh bầm trương sình tạo ra. 15. Biến đổi do tất cả tận diệt, không còn hiển hiện tạo ra. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do phần vị tạo ra tánh vô thường? Vì quan sát thấy hoặc mình hoặc người từ lúc thiếu niên cho đến lúc già suy, các hành nối nhau trước sau sai khác chọn không giống nhau. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường. Vì cớ sao? Bởi lẽ phần vị bên trong đây trước sau biến đổi hiện thấy được. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do hiền sắc tạo ra tánh vô thường? Do quan sát thấy hoặc mình hoặc người, trước kia sắc da mịn màng tươi nhuận, về sau sắc da nhăn nheo khô héo, thời gian sau nữa lại thấy sắc da mịn màng tươi nhuận, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường. Vì cớ sao? Bởi lẽ hiền sắc bên trong đây trước sau biến đổi hiện thấy được. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do hình sắc tạo ra tánh vô thường? Như nói về hiển sắc thì hình sắc do gầy mập biến đổi nên biết cũng vậy. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do hưng suy tạo ra tánh vô thường? Do quán sát thấy hoặc mình hoặc người, trước kia có quyến thuộc tài bảo địa vị đều hưng thạnh, về sau thấy tất cả đều suy bại, thời gian sau thấy hưng thạnh trở lại, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường. Vì cớ sao? Bởi lẽ hưng suy biến đổi hiện thấy được. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do gia sản tạo ra tánh vô thường? Do quan sát thấy hoặc mình hoặc người, trước kia tài sản không bị khuyết giảm, về sau lại thấy bị suy giảm, hoặc do vua gây ra, hoặc do giặc cướp gây ra, hoặc do người gây ra, hoặc do phi nhân gây ra, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường. Còn lại như trước đã nói. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do mệt nhọc tạo ra tánh vô thường? Do quan sát thấy hoặc mình hoặc người, thân thể lao nhọc mỏi mệt, tánh thân rất mỏi mệt, do hoặc do rượt đuổi, hoặc do nhảy nhót, hoặc do tới lui, hoặc do cưỡi ngựa, hoặc do vô số thần nghiệp gấp rút vội vã. Lại ở lúc khác thấy xa lìa mỏi mệt cực nhọc kia, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường. Còn lại như trước đã nói. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do người khác tổn hại tạo ra tánh vô thường? Do quan sát thấy hoặc mình hoặc người bị người khác tổn hại khiến thân hình biến đổi, hoặc do giáo gậy, roi da, dây da, giáo mác hủy hoại, hoặc do các loại độc trùng như rắn độc ruồi, muỗi, bò, cạp, trích đốt gây hại. Lại ở lúc khác thấy không bị biến đổi, thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ thế này, các hành như vậy tánh vô thường. Còn lại như trước đã nói. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi do nóng lạnh tạo ra tánh vô thường?
do quan sát thấy, hoặc mình hoặc người khi thời tiết lạnh, thân bị lạnh bức bách chẳng thư thái, nằm run rẩy co quắp, lúc ấy lại mong thời tiết nắng ấm. Vào lúc ngày nắng ấm, thân thể thư thái phấn chấn, nhưng lúc quá nóng, thân bị cảm giác nóng khát, bức bách, khổ họng khô, chảy mồ hôi, lúc ấy lại mong thời tiết mát mẻ. Rồi đến lúc lạnh rét, thấy tứ trạng trở lại như trước, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là tư duy sự ở bên trong biến đổi, do oai nghi tạo ra tánh vô thường, do quán sát thấy hoặc mình hoặc người, tùy theo một oai nghi đi đứng, ngồi nằm, hoặc lúc bị tổn giảm, hoặc lúc được tăng thêm, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là tư duy sự bên trong biến đổi, do tiếp xúc đối ngại tạo ra tánh vô thường, do xúc nơi cái xúc thuận thọ vui, lúc lãnh thọ duyên xúc vui sành khởi vui, tự năng phân biệt rõ phần vị của thọ vui. Như đã hiểu rõ phần vị thọ vui thì hiểu rõ phần vị thọ khổ, phần vị thọ không khổ không vui nên biết cũng vậy. Kia do phân biệt rõ các thọ như vậy, chưa sao biến đổi là tánh luôn chuyển mới, chẳng phải tánh cũ cũ, hoặc tăng hoặc giảm, tạm thời hiện hữu, bỗng chốc hiện tiền, tìm cầu liền biến hoại, thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán ra sự bên trong biến đổi, do tạp nhiễm tạo ra tánh vô thường, đó là năng biết rõ tâm sanh khởi ban đầu, hoặc tâm có tham, hoặc tâm lìa tham, hoặc tâm có sân, hoặc tâm lìa sân, hoặc tâm có si, hoặc tâm lìa si. Lại năng biết rõ tùy mỗi một chủng trong các tùy phiền não khiến tâm bị nhiễm ô. Lại năng biết rõ tùy mỗi một chủng trong các tùy phiền não mà tâm không bị nhiễm ô. Lại năng biết rõ tâm kia tường tục do các phiền não và tùy phiền não ở vị trí trước sau sai khác, tánh nhập và biến hoại, không biến hoại. Thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường. Vì cớ sao? Bởi lẽ tâm bị biến đổi do tạp nhiễm hiện thấy được. Sao gọi đó là quan sát sự bên trong biến đổi do tật bệnh tạo ra tánh vô thường? Do quan sát thấy hoặc mình hoặc người trước kia không bị bệnh tật, an vui mạnh khỏe, lúc sau thấy hoặc mình hoặc người lâm vào hoàn cảnh bệnh khổ trầm trọng, phần thân phần lãnh thọ những thọ khổ vô cùng mãnh liệt như trước nói rộng, lại vào thời gian khác thấy không còn bệnh, an vui khỏe mạnh, thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán sát sự bên trong biến đổi do mạng chung tạo ra tánh vô thường? Do quán sát thấy hiện tại còn sống, điều khiển các trì phần, lại thời gian sau thấy đã qua đời, chỉ còn thi hài, không còn tâm thức, thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán sát sự bên trong biến đổi do sanh ứng tạo ra tánh vô thường? Do quán sát thấy thì hải người chết trải qua một thời gian trở nên xanh bầm, hoặc trải qua thời gian nữa trở nên thối rữa, như vậy cho đến chỉ còn lại xương khớp, thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán sát sự bên trong biến đổi do tất cả tận diệt không còn hiển hiện tánh vô thường? Do quán sát thấy thì hải kia vào thời gian khác, xương cốt cũng không hiện hữu, hết thảy đều tàn hoại thì tán diệt mất, khiến cả tầm mắt cũng không thấy được. Thấy việc đây rồi liền mở mắt, thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ, này, các hành như vậy tánh vô thường. Vì cớ sao? Bởi lẽ tướng sắc luôn luôn chuyển đổi, trước sau biến đổi hiện thấy được. Như vậy, do lực tác ý hiện thấy tầng thượng quán giác 15 loại hành của sự bên trong, hiện thấy chủng chủng biến đổi tánh vô thường. Quan sát như vậy rồi, lại tiếp tục quan sát 16 việc bên ngoài có chủng chủng biến đổi tánh vô thường. Sao gọi là quan sát đất biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy vùng đất này trước kia chưa xây dựng đạo tràng, chùa tháp, miếu thờ, thành quách thôn xóm, về sau khéo xây dựng, khéo trang trí. Vào thời gian khác thấy công trình kia cũ mục, nứt dần rồi sụp đổ, cho đến bị hủy hoại, hoặc bị lửa thiêu rụi, hoặc bị nước cuốn trôi, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ, này,
Các hành như vậy tánh vô thường, vì cớ sao? Bởi lẽ tướng sắc trước sau chuyển đổi, hiện thấy được. Sao gọi là quan sát thấy vườn biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy trong vườn trước kia tươi tốt, các loài cỏ, cây, hoa, quả, cành lá đều khoe sắc xanh tươi, thật đáng ưa thích. Nhưng thời gian sau, thấy vườn kia hoặc trở nên khô héo, không còn hoa cảnh, cành lá khô gãy, hoặc bị lửa thiêu cháy, hoặc bị nước cuốn trôi. Thấy việc đây rồi, liền khởi nghĩ này, cách hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát núi biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy ở thời gian này, núi kia từng có rừng rậm tùm xum xuê, vách đá cao vút, nhưng thời gian khác thấy rừng kia tàn lụi, vách đá sụp lở, hoặc bị lửa thiêu cháy, hoặc bị nước cuốn trôi. Thấy việc đây rồi, liền khởi nghĩ này, còn hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát nước biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy ở thời gian này từng có sông suối ao hồ giếng nước có sóng gợn, có nước ngọt tràn đầy. Một thời gian khác tất cả đều khô cạn. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát nghề nghiệp biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy trong một thời gian có vô số dạy nghề như chăn nuôi, làm nông, thợ thuyền, công nghiệp, kỹ nghệ khéo léo tài đều hưng thịnh. Một thời gian khác thấy tất cả đều suy tổn. Thấy việc đấy rồi liền khỏi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán sát kho tàng biến đổi tánh vô thường? Do quán sát thấy thời gian này vô số kho tàng đã từng đầy ắp, qua thời gian khác lại bị cạn kiệt. Thấy việc đây rồi liền khỏi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát thức ăn uống biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy các loại thức ăn thức uống có lúc không đủ, có lúc đầy đủ, lúc được đưa vào miệng nhai hòa với nước miếng rồi từ từ nuốt xuống cổ, sau vào bao tử, dần dần được tiêu hóa, sau nữa thành phân nước tiểu được thải ra ngoài. Thấy việc đây rồi nên khỏi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát xe cộ biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy một thời gian vô số loại xe mới đẹp thích mắt, một thời gian khác các xe kia hư mọc, hư mục, chê tiết, rời rạc, tàn rã. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát y phục biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy các loại y phục lúc mới may, lúc hư cũ, lúc sạch sẽ, lúc dơ bẩn. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán sát vật trang sức biến đổi tánh vô thường? Do quán sát thấy các vật trang sức có lúc chưa thành, có lúc đã thành, có lúc bền chắc, có lúc hư hoại. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quán sát ca múa hát biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy ca múa kỹ nhạc hiện có chủng chủng âm khúc khác nhau, lúc bắt đầu khác, lúc kết thúc khác. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Do gọi là quan sát hương xoa hoa cải biến đổi tánh vô thường. Do quan sát thấy vô số các loại hương hoa tươi đẹp cài móc dùng trang điểm, về sau thấy hương kia héo úa thối rữa. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát vật dụng nuôi thân biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy kia có lúc chưa tạo làm, có lúc đã tạo làm, có lúc hoàn thành, có lúc hư hoại, trước sau đổi khác. Thấy việc đây rồi đến khỏi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát ánh sáng biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy các loại sáng tối xanh diệt biến đổi, thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Sao gọi là quan sát nam nữ hầu hạ biến đổi tánh vô thường? Do quan sát thấy những người kia hoặc có lúc suy vong, hoặc có lúc hưng thạnh, không sống lâu dài. Thấy việc đây rồi liền khởi nghĩ này, các hành như vậy tánh vô thường, còn lại như trước đã nói. Như vậy tất cả các hành thuộc sự ở bên ngoài, 6 nhịp loại trước nhiếp thuộc các sự nhiếp thọ, 10 loại sau là các sự vật dụng cho bản thân.